Ok, xuống đây này tôi ọc chúc nghe một đoàn tiết thì tôi mê riêng vì bản sai từ sai. Đã mê riêng mỗi nâng cư nhằm phơ sai bỏ dưỡng, miền xa khá hay là hẹn ở phí nè. Chúng là hẹn ở phí bỏ dưỡng cư dưỡng bà for the get vài bỏ. Hay nơ xa khá cư dưỡng bà ra tờ mày cái tịch thẩm đà. Ok, chúng là tôi ọc này ai mơ rơ giả gram, nền vực giả gram hỏi dưỡng. Chứ là tóc này khơi miền dương miền router mày cái tích nhá chứ miền pi sai phần tay nhầm phơ thầm mà sai thế hay sai xin chết là tóc này ảnh mới hay ảnh phơ bị khnien chẳng á hay sai hạt đọc phí bởi dương cư dương pra pra for the get hay nơi xa khác cư dương pra pra router mày cái tích nhá chứ mà sai dương phơ bị for the get từ for the get cư sru lê sai từ sai Đấy là tham và sân trên đường học nghiệp bằng chứng viên trao chuẩn này từ lửa lại sân chuẩn này từ lửa và đặt nợ tam giác khác từ nền học nên tôi chạy lui từ lửa phải kiện mà toàn tiện đó chứng bật sân trên đường học nghiệp bằng nợ giác khác trong thời gian rào tờ bộ máy cái tích có những ai chơi bị bạn thuộc một căn EQ và dương bạn đại đó ok để xa EQ và dương cư dương một bà phải kiện đó chứng nó không EQ dương cứ dùng miền server dùng ảnh miền web server vì miền Windows server miền HMC nhé chứng dương trong xe resort bỏ dương tập can brand rồi có tập can size bỏ dương đó chứng ảnh dương trong xe tới chứng cũng thao tha nó về lại client quật trong gần đây một căn system rồi có trái xe ấy cứ nè system đó. Cứ trong gần đây một căn server cũng thao quật miền application rồi có miền chỉ web server ấy để dùng access internal là dùng ở bản đã chỉ public ở sẽ tên chân VPN via smart VPN cho anh chuyện nè chân bản dùng thư VPN làm bài protect rồi có bây giờ chỉ perpetual nên là vì chỉ tự do mỗi làm bài KPP KH thì niệm sẽ nhé hay mới tiết dương thơ vì bạn có dương ở sau trái lời từ lời của link là dương tình bị ISP đàn á vì bạn bị rằng trên anh bạn trang trang gọi tha và sân chỉ cần sân bọn này tỏa khả nếp ra phép file server được transfer data thông thông cứ vì bạn cứ vì ai những nhân bằng hạ khá thì tôi dùng môi nâng speed thì tôi nâng ấy á nè và ta bị dương trong mà xe system ấy thông bọn na hay nâng xe trái xe ấy thì tôi ạ đưa cho nên bằng hạ tế ná hãy ta bỏng sọt nhau ok chương nằm bây thơ vì bạn sai từ sai thì mũi nhóm bằng hai người đang ở nơi bị review configure từ lơ router nó sai sẽ nó sai của dương sân nó này giờ toàn chạm bạch thế nè dương thưa nó lơ router mỗi sân á ta dương thưa mạnh hay sai vì bạn để nhóm pra nó cứ nhóm pra IPsec nè ok IPsec ok chẳng nên tao ở nơi VPN này đó, này tôi cả public IP mũi xã tam xa khá một mũi cư nó về lên này đó, này cái này internet cứ tôi cả public IP này, nè, ok chân ở nâu head office của đôi khi này đó, này tôi cả public IP mũi nằm bởi thuê cả bởi tiện tôn khá này nè, mình này thả ai xài nó head office hay đừng xài nó brand nó xa khá một chiếc ai tiện tôn khá này bán tạm dự public IP nè, ok chân nhóm cho tôi cần router máy cái tích nhằm remote cho tạm dựa bên box ok chân router máy cái tích nhưng cứ nhằm mặt tâm ảnh thử ý tế này đó nhé ấy ở bài đây nữa nên tôi configure bị tập 4 cứ tạ đặt IP address nhé chân nhằm cài interface với nhằm đặt when ok nhằm cài tính ok nhằm đó click nhằm đặt land ok chân port IP thì cứ port land vào nhóm này chụp một căn client nó thông là thế ok chứng nhâm thua ca set IP address chứng này là thêm tàu ca public IP chứng ạ public IP vào nhóm cư nhóm ở xe mối chụp rồi xe mối chụp bì chụp bì nữa chứng ok chứng nhâm đã IP máu ok chụp bì làm phải buồn á ok chứng public IP vào nhóm ok chứng xâm rạp LAN IP để dựng bàn tuyển tức cư hạ sập chọn nhé ok hát tập cách mũi làm phải buồn á hiện đại lợi interface ok là tập bọn này tạo ni cho tập đã điền này để sao dương thôi chỉ lượng là static IP cứ intro to manual chẳng
bà sân chữ DHP cứ trùa đấy. Ok, tập mà này ta cho tập đã route before static route cứ gateway để trên bị ISP đó. Ok, gateway bao nhóm cứ xe mối chuẩn mà rồi xe mối chuẩn pi chuẩn mùi đó để trên bị ISP để xa pi chuẩn mùi nó cứ nhầm đạn ở interface khang ISP router. Ok, xe mối chuẩn mà rồi xe mối chuẩn pi chuẩn mùi đó. Ok, chắc nó không sẽ là dấu nữa ông nên bạch cực đặc lại nhà public internet đến tiền nè nó thao bật ra chiếc đánh cư nên ông nên miền là public IP riêng luôn mốt thôi rồi nhầm tự ra nên nhầm chỉ lượng nặng lép nhầm tạo configure nó lừa rào tờ nâng mà tóng thức là mấy phơi chỉ public IP để bàn tay bằng hai nhìn ông nên dấu bị bật xe. Ok, tập mới nhầm phơi ca ping từ lửa internet đó. Ok, có rất khó chương router và nhóm lan internet đấy chương nhóm thưa sai mùi thì chương nhóm thưa cả plug đôi mua router và nhóm nhóm system identify. Ok, nhóm đã sai buồn đã mua ra nè cái này nhóm đã sai nấy về lần là gì nè. Ok, tập một mũi tiết để tạo khi cho tập thưa firewall nạp thưa nạp đó chương để tạo khi chuyển nạp src tập một out interface. Ok, apply, tập mới được ông nên select advanced, chứng IPsec policy, dùng dấu áo, anh ấy là nản á, chứng vì khó khăn nên tích cái này nó bây giờ dùng thường là lơ ra tờ máy tích, chỉ muốn là web an IPsec side to side, chỉ muốn FortiCat cứ cái này cứ nó tạo nên tôi select là nản á, policy, tập mới action tạo nên cho mặc dù là đã tiền á, ok. Ok, chương dân thưa ca body HP từ ai computer bỏ dưỡng á, nè body HP mà ai computer nè, ok, dân bỏ má body HP, anh ấy nhóm bà riêng bị thưa mày cái tên bị từ bốn á, ok bây giờ chọn cắt để, ok, nè tiền má tiền e ok, chương nhóm release renew muối IP config slash release renew nè này tao nói đi, thì camera ta dùng từ màn IP out lang internet bàn out nè, ok chẳng dùng lang bàn này, phải dùng ping từ Google mới, ok chẳng client và dùng ai lang internet bàn nè, tao mới này tao nói đi, tao bị thu sập chop sập crop từ tuần router lang internet client lang internet bàn, chẳng dùng chập đam thu gì từ lơ configure VPN nè, cứ configure nè lơ máy cái technician nè, thường là kháng xài chẳng IP IPsec nè this one nè. Chúng dùng para IPsec chúng này tạo nên trong IPsec này tạo nên trong configure bị bay cái lệnh tab nhé thì mỗi này tạo nên trong tầm bật profile thay máy. Ok, trong profile này tự tung encryption ấy chúng này tạo nên đọc trên những ó dùng vô nhóm para đi à nhé. Ok, nhóm para đi à cái lệnh nhân. Ok, tầm mỗi nhóm nhóm đại chung mua sai buồn cho proposal và nhóm nè. Ok, ok chứ vì đại ID ấy chắc nhóm vô đọc hay buồn á này nè. Ok, tập mới dương bậc cả profile thấy dương từ bậc cả pre-share key nè. Ok, pre-share key chắc nhóm đã anh ấy để tham gia chế phẩm hết IP check trên nguyên tàu ca đã đi hết đã khi vào về mối đồng bài vì do tập tiền tốt cho mối đồng FortiCat FortiCat tàu ca đã khi mối đài nát tạo nên là nặng. Ok, chương cái này thì giờ dương ẩn miền tàu ca ấy thế này hay cho profile cho xa profile giờ toàn bậc cao chương những hành xe sẵn dương tàu bậc cao profile mối profile và dương này tập mới dùng cho proposal nè, proposal dùng cả proposal mới sẵn máu là tài vốn nè chân cái này như nhầm đọc thịt ở hay nhầm vô đi à được cái này nè. Ok, hay cái này PFS group cứ dùng vô nàn nè cái này nè. Ok, tập mới dùng cho từ identify một đoạn tiết dùng vào cả một đoạn tiết ta muốn hãy đại biểu score được xa vì đại IP unknown chứng
ក្រោយនេះគឺនៅតែអត់បង្កើតអត់បានចឹងតែអ្នកត្រូវបង្កើតភាសិនណាអូខេយើងចូលទៅភាមួយទៀតមកចឹងសាយ1ខ្មោះនេះគឺជាកេតវេដែលយើងត្រូវដាក់មកកាន់ public IP ខាងនេះណា public IP របស់ AQ របស់យើងគឺសាយ1.141.1.2ណា Okay. Profile select your profile size 1 ដែលយើងបានបង្កើតណា Okay. តោះមកយើង apply វា okay ហើយយើងចូលទៅក្នុង proposal យើងមានហើយ Okay, យើងចុច identify ម្ដងទៀតណា អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំពេញគ្រប់សពហើយបាន identify client peer ហ្នឹងគឺ វា load ឲ្យណា Okay. អញ្ចឹងទៅ create ខ្ញុំដាក់ធម្មតាមកហ្នឹង Okay. Okay, អញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់មានត្រូវកែទេ ប៉ុណ្ណឹង តបមកអ្នកនរចូលទៅបង្កើត policy ថ្មីមួយ policy នេះអ្នកនរដាក់ peer ចុច peer មកយើងមាននេះ peer size ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹង វារត់មកហើយ client នេះគឺត្រូវ text tunnel tunnel ហ្នឹងប្រៀបដូចជាយោមួយអញ្ចឹង VPN draw data របស់យើងបញ្ជូនទៅវិញទៅមកពី head office ទៅកាន់ AQ ឬក៏ពី AQ មកកាន់ head office គឺបញ្ជូននៅក្នុងទៅយោមួយដែលត្រូវបានការពារដោយស្តុប IPsec មានន័យថាការពារដោយ secret key របស់យើងដែរណា Okay. អញ្ចឹងសោះ address សោះ address ហ្នឹងគឺជា IP address local របស់យើងនេះណា IP address local របស់ site របស់យើង ខ្ញុំ និយាយ site គឺវា ខាង ខាខា ណា យើង និយាយ ស្រួល ស្ដាប់ destination address គឺវា ចង់ ឲ្យ តាក់ទង មក local site ខាង នេះ ណា នេះ IP របស់វា គឺ 10 ចុច ជាង 102 103 10 0 54 ណា network វិញ តម្ដង Okay. ចឹង lane action អ្នកនរគ្នា មើល ទៅ មាន អី ទេ ទេ នេះ ប៉ុន្តែ កន្លែង នេះ proposal គឺ ត្រូវ select ឲ្យ ត្រូវ ណា បាទ ត្រូវ ឲ្យ ដើរ ទេ Okay. អញ្ចឹង ការ configure microtik គឺ តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ ណា អញ្ចឹង យើង ចាប់ ដើម តែ ធ្វើ VPN size នៅលើ AQ ម្ដង អញ្ចឹង នៅ head of នៅ សាខា គឺ យើង configure microtik ហើយ ប៉ុន្តែ វា អត់ បាន connect អី ទេ ណា វា កំពុង តែ real មក កាន់ នេះ ហើយ អញ្ចឹង នេះ យើង ត្រូវ ទៅ ចូល ក្នុង FortiGate របស់ យើង មក Okay. ខ្ញុំ សូម refresh it Samsung ចង្កៀង តបមក ខ្ញុំ ចូល ទៅ ក្នុង FortiGate ដែល ខ្ញុំ ប្រើ ប្រាស់ Windows Server Okay. អញ្ចឹង FortiGate របស់ យើង គឺ យើង បាន configure បោះ IP automatic មក LAN អី ធម្មតា ហើយ ណា LAN យើង អាច access internet access អី ធម្មតា ហើយ វា នៅ តែ ធ្វើ VPN ដែរ ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចូល ទៅ កាន់ FortiGate សិន អញ្ចឹង FortiGate ខ្ញុំ configure ទៅតង ជាមួយ នឹង DHCP បោះ មក កាន់ server ទៅ កាន់ client យើង រួច ហើយ ណា Okay. Okay, យើង ចាំ វា បន្តិច ទៅ ចឹង នៅ ក្នុង នេះ យើង ឃើញ មាន network ខ្ញុំ ឲ្យ មើល សិន តែ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ អី ខ្លះ ខ្ញុំ បាន configure FortiGate ខ្ញុំ ឡើង internet ហើយ បោះ IP auto បន្តិច មក ឲ្យ client របស់ ខ្ញុំ រួច អស់ ហើយ ណា នេះ នេះ គឺ ជា interface លេខ 2 ដែល ខ្ញុំ ភ្ជាប់ មក កាន់ switch Cisco ដែល switch នេះ ជា switch unmanaged ទេ ខ្ញុំ បើក ធម្មតា ទេ ណា Okay. អញ្ចឹង IP ដែល បោះ មក នេះ client របស់ ខ្ញុំ បោះ មក 4 ម៉ាស៊ីន ណា Okay. អញ្ចឹង តបមក អ្នក នរគ្នា ឃើញ មាន WAN នេះ WAN នេះ គឺ ជា IP static ហើយ មុន ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ VPN remote access VPN remote access ហ្នឹង គឺ ផ្សេង ណា វា មាន ពាក់ព័ន្ធ គ្នា ទេ អញ្ចឹង ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ VPN IPsec side to side គឺ អ្នក នរគ្នា ជា client VPN ហើយ ចុច IPsec tunnel Okay. ជា អ្នក នរគ្នា ឃើញ នឹង ឃើញ មាន នេះ គឺ ជា VPN remote ខ្ញុំ ធ្វើ ពី មុន សម្រាប់ remote ផ្សេង អញ្ចឹង អ្នក នរគ្នា ចុច IPsec Okay. ចឹង នៅ លើ FortiGate ពី FortiGate ទៅ កាន់ Microtik គឺ រៀង ពិបាក បន្តិច ណា អ្នក នរគ្នា ត្រូវ តាម ឲ្យ ទាន់ ចឹង ខ្ញុំ ចុច កន្លែង Custom ដោយ សារ ខ្ញុំ អត់ មាន ពី FortiGate ទៅ កាន់ FortiGate ទេ គឺ ខ្ញុំ ទៅ កាន់ device ផ្សេង ពី FortiGate ទៅ កាន់ Microtik ចឹង វា អត់ បង្ហាញ ទេ ណា Okay. ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ VPN AQ 2 Side 1 ណា
để ta nhấn xuống Taiwan, ok. Chứ cái này xong khăn mình tên là đọc, nếu ta tạm đàn tích. Chuyên vừa rì dạ thông. Chứng này đó, cái này này đó, cái này ai đã comment, đã ý bản, hãy kết về static IP address, remote kết về, ở chạm này cứ tạo đặt public IP nó kháng xa khá bỏ dưỡng nè. Public IP mua chút ở pi chút pi nè, ok. Nhưng lại chờ này dừng mớ. Ừ, thái mũi. Mà rồi thái mũi. Chút pi nè. Ok. Interface. Tạm dịp port when. Ok. Cái lại traverse này dừng dụng disable. Hay cái lại dead peer detection vô one idle. Ok. Hãy chẳng. Prisia khi nó cứ trao đại đôi cho môi nâng à Prisia khi để dương đại nó lơ mai cái tết dương đại ná và mình chẳng thể đạt thì bây giờ tiền tốt nha nó nâng ok ok tập mắc lại pass proposal ấy nữa đó nên lọc chẳng đó hay tục tầm môi anh ta dự đi á hay à lại nó cứ trao select cho mấy đôi cho môi nâng mai cái tết dương mà nạ đi á SH1 ấy ta ok lại nó đọc thịt chân nó hay chạy thịt dơ lịch bì mà ok chúng này ở nơi mới lại như mới tiện á local address nó cứ nè local address bao giờ nữa rồi cả pin là hồng bay chip dock chip zone làm phải buồn remote address nó cứ nè khăn này nè hà sập chọi rồi cả pin là hồng bay chọi hà sập chip zone làm phải buồn ok chúng dùng Chrome mình tiết kiệm mất tại sao về đang tụt nhé hay nhầm chơi chơi ad ban mới tiết hay là lại nhầm bật được cái này chẳng sai ok nhầm bật chó tập mất lại nhầm là hình dụng DS hay authenticate dùng vô SH1 đó thích đó hợp pin đi chánh nhỉ đó chánh này ngon your auto negotiate ok hãy chạy ok nhưng bởi vì thông bình mà để sai của bạn mượn tích đã thông bình sinh lực kèm ok chẳng đi cứ vi phạm dưỡng giờ toàn màn configure ở tiết tế chẳng này ta hãy trở tư security profile policy object mới tiết đầm mấy allow policy nữa ok chúng ta sẽ create new policy nâng sản phẩm VPN size size cứ VPN bằng cách auto đổi trả VPN remote access tên này tổng để ta chấm á ok chẳng tổng bốn cứ nhóm trâu ca oi vì head office tất cân xa khả vì xa khả mô head office chắc vì miền cho lắng á và dương ạ thôi cho lắng tiếp việc đa thì ok size one VPN ok EQ chẳng việc cho tạm dựng port van mình này thà vì bạn cần đánh máu cứ cho tạm dựng port van ok ao của yến trên tạm dựng port lịch pi là mình mà tiện tông những mỗi server bao giờ nè port lịch pi nó tiện tông một server nè ao của yến chẳng sót nhầm vô all máu nhà bạn specific thế ok vô all sẵn chẳng đăng thập hiện đại ở ai sử dụng và sau này tao này chúng ta sử dụng này tao này ai customize thì bán á ok ai nhận cho nạp đi ok chương trình cam biến thị sản về riêng chú chương nhóm clone nhóm right click lưu ý à ru được mạnh để dùng bạc đó nhóm dùng việt thá clone river dùng việt bạc mới tiết hay thơ vị trang về nằm ở bên chân vì head office ta cần xài bên nhé vị trang này thì ok EQ VPN EQ to Taiwan nhé chúng ta lọc tập bên nhỏ ok chúng vì incoming interface chúng vì nó bây giờ server được khang dân dân tiện tương tự xài nó cứ vì cho ta một dựa policy incoming outgoing ta một dựa vẹn nè okay. Toàn lại nâng á ok ok
tụi mơ nhóm your status enable. Ok chứng nhóm cho VPN your PIP IP section này ta viết chân ấy viên nào ta ở toàn active tế ná chứng dương tôi thưa static route mùi tiết cho network hay rồi viết tha static route. Ok static route chúng lại sao mày for the cat nhóm nhỏ bạn là thưa rào bị từ bố mình là toàn lần internet chứ nhóm cần đã kẹt về bỏ ISP mà anh nên kẹt về bỏ ISP á nè. Ok chết mùi ok anh đi lần internet thì nè ở router ở for the cat nhóm lần internet lâu nhóm trâu thưa cả routing mình là tha từ căn nhỉ thực căn land mùi nè nè chẳng nhầm destination rồi cao tí mà hồng với cái hạ sắp cho tốn làm phải buồn. Ok tạm diện EQ nè nhầm thuộc cả rào thực căn independent. Ok chẳng nhầm nhóm thưa bản năng sẵn hay nhưng tôi drop bỏ xuống từng ngọt nế ta vì ảnh những miền bánh hải nhóm mở policy mà đoàn tiết ok nhóm mở policy ta vì miền khó hệ lại nha size 1 VPN to AQ nha chứ nhóm mở sẵn ta vì nâng đối chí miền khó lại nâng ok incoming dùng vô VPN EQ là như vậy cho lòng nè giả dụ về anh tê giả dụng thua link nè tổng mau cái là VPN EQ thu sai quán đối khả niên chăng cứ dùng select cái là ta mà dễ VPN thu EQ sai quán. Ok chương dương mô mơ là lơ mai cái tích dương ta vì miền authenticate ấy dương mơ. Ok chương vì việc của bông talk tự căn EQ và dương này nè talk tự ta EQ nó vừa ở toàn đá nè ta vì khỏi chương dương 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 mô mơ chương mong tới. Ok, chứ nhóm mơ ta là nhóm tiền IPsec có ảnh viện nghĩa sử của màn thế. Ok, nhóm mơ ok, trao hai ok sai bọn mẹn đàn template policy right trâu security profile df undefined. Ok sh1 chẳng active cứ việc tiện active peer nó là phải việc establish rồi gọi việc connect chắc sẽ cứ việc chèn mà người ta về anh ấy việc toàn chèn nhé chẳng kêu mà mơ vì bạn dương một đoạn tiết nhóm đại chắc là bây giờ mở nó nhóm mặt cắt cái video nó cứ nhóm bà hàn vì đặc biệt trò bò sụt và đào đá đó tại vì khi ở đây cô check lại nạp tao tao tiện. Ok chẳng ở bây đây nữa nên trò một tiếng lại nè mở tiện ok mà rồi sẽ bị chạy nè chứ nhóm tiền sẵn. Ok ta. Chẳng remote nè, remote bao nhiêu ni IP nè. 2.2. Ok nhóm mơ prefix key admin ấy thế cái này ni hạt ấy thế. Authentication lại trâu ni á, prefix key nhớ nè. Ok. Proposal DS
Ok, mơ mơ cái này như sân đó, người ta đây ạ. Đọc choice local remote sub choice nhé. Ok. Chứ vì nó tới mission nó cứ việc toàn sắc xe thì dừng cho một mơ propose mơ client file bỏ lòng tiện đó, ta bị khỏi. Ok, sai sai vi bản EQ chương trình mơ bị nằm một mùi sẵn. Ok, incoming ta bị khó cái này nè, chị mình khó thế là lơ for the cat vì mà mơ lơ này đoạn tiền. Ok, chắc như mà mơ đánh đồng bị firewall ở dấu biển nạt nâng tao bị miền cái này nạt để qua sẽ lọt. Ok. It's ok, mặc dù rất trâu ở hỏi firewall nạt ở miền khó tế. Dương một mơ nửa lơ policy. Dương mơ sân tao bị hạt miền khó cái này nào hạ sắp so tre destination. Ok, mình có tiếc lại này chứ nhầm mơ IP tiền ngoài chữ hạ pì nữa hạ à, mà rồi à, xe mối chụp mà rồi xe mối chụp pì chụp pì chứ nhầm mơ tiền. Ok, mơ proposal bằng tiền á DS. Okay. Here. Trong here dưỡng thực căn môi chuột bì môi chuột bì sai men. Ok, tán xe môi chuột rồi xe môi chuột môi chuột bì. Ok, sai one identify. Ok. Trên nhóm vay ở đây mà đoán tiếp lại khó. Ok. Dùng mơ cái này Identify Protection vào viên á. Hay dùng như nào error ấy tiện. Tổng mà nhóm mơ này đoán tiện, mơ hay mơ tiện á. Mà nào error tiện. Ok. Nhưng kill vì chứ kill hay nhưng thôi cả ping từ càng public IP nên ta bị đào ẩn xe mũi chuyện mà rồi xe mũi chuyện mũi chuyện pì nữa. Ok, I see chương dương một mơ cả lại đi một đoán tiền đó ta bị khỏi. Ok, chương dương mơ cả lại IP route. Ok. Chứ nhìn ping từ nhưng mà cái này firewall NAT Ethernet out interface ở đây cái này nhắn cư nên ở nên mơ cái này advanced một lần tiếp out interface nắn ok action thì dùng mặc sure rất rõ hại chúng viên nó tập ping ở của chúng dùng ping tập cần mũi. Ok, chúng phải chỉ miền bản hà là for the get dưỡng chứ dùng mưu for the get dưỡng khởi miền hà dưỡng bản là low hay là nở nè land to when. Ok chứ dùng mơ lưu for the get ta dưỡng bản là IP của mạng chứ when bỏ nhóm mà ta mà là IP tới mưa tử
Ok. Chứ nhóm phải cứ thả van bỏ nhóm cứ nhóm ở tầm bàn là IP. Tại sao nhóm rỉ muốn nhóm chỉ lòng mà BACP chứ nhóm thao đã IP này lên ứng sân này tỏ nế. Ok, anh chỉ chấm nội mùi để của phòng bộ giác. Chứng IP static bỏ nhóm ná. Nhóm chơi ngon lắm rồi sẽ mỗi chút P chút ở chút mỗi chút P sẵn phải buồn ná. Ok. Ok, hello dương sạc xe hay dương phải chỉ ạ đà ơi nè, dương vui lọc một lọc tiết. Ok, vì anh dương establish chứng vì sạc xe hay nè. IP sạc chứng này nó khởi miền nè. Nhưng khi vi cho nó khi vi cho nó chẳng mở việc đà một lọc tiết nè. Hay dùng mơ nó lưu phó thì kẹt bỏ dương nè. Ok. Chẳng video này rừng như nháy, chúng ta nhằm ọt cắt đấy, nhằm bằng hai. Sao mà nhằm flip đã port, flip đã IP van lơ FortiGate trong việc bản việt đã. Ok, chẳng tốt bị bản năng khác nhật ọc này thừa rào ấy nè, thừa rào vừa score chẳng nhật ọc này. Chủ một thừa rào là lơ, static rào là lơ, máy cái tích, mùi tiết đầm bay ở máy cái tích ai tiết tương một căn server dưỡng bản. Ok, chứ là lớn nhóm sạc mở thả ta vì mày cái tích ping tập can nghĩa server đọc chuyện tập pi nghĩa ta biết qua là nào đó đọc chuyện tập pi ok về sân các bạn này ở tập qua đến chương trình chỗ ta thì ra máu ok destination rồi đảo pi rồi hôm bay chạy đọc chỉ số nó đã mặt la màu máu đây tôi tạm diện kẹt bê. Ok, chẳng vô nè polypi nữa, kẹt về polypi nữa, ở tiệm thông bọn em bàn á. Ok, chạy ok. Ok, chẳng như anh ping tự bán, hay nhầm ping đọc bì rồi. Ok, chẳng nhầm phương cả remote chỗ. Remote chỗ server bọn nhóm, nè, chạy đọc bì. Ok, chẳng nhầm anh remote cho một căn Windows server này bạn này trong vi phạm những cứ sắc xe hãy hay video nó nhằm mặt cặp tế tự tồn cho mùi nâng cạn đọc slide bánh hát cư nhầm bằng hai này thật học nhé bởi xanh chỉ miền chấm ngon rư gọc bánh hát tiệm của lành là tự tồn cho mùi nâng vi phạm này phí sạch nâng cư xin rạp sai từ sai nâng cư đang sống mạnh tích nha toàn này thật học nên mới hơi mơ tiệt hay video khác có kia bằng hai nhé phía chẳng vì đang sống mãi nhé. Ok, chẳng chẳng là bây để dân sai dân đá để tạo này còn là mơ tới nè sai bài dân này vì làm khiếu hay mùi tiết xong đạp mày cái tích để tạo này cho tờ mơ bỏ vía cho IPsec hay dụ biệt tha nè nè IPsec nè dân khinh active phía vì đại dạc establish nó mình này thả sạc xe hay hay sạc xe nó dân trong vậy IP LAN tăng song kháng tiện tục này bán luật ra thì những thứ static ra một toàn tiền đó cái này nè và dặn ok ok chương trình video nâng cư miên tập năng tế sản phẩm thuốc ca chế chung nơi tỏ nè ở con trang.